Bạn có chắc là mình đã tìm hiểu kỹ về thị trường kinh doanh cà phê chưa? Đương nhiên là tôi đã tìm hiểu kỹ rồi ạ. Bạn có biết mỗi ngày có bao nhiêu quán cà phê mở ra và có bao nhiêu quán phải đóng cửa không? Và chắc bạn cũng không biết lý do đằng sau sự thua lỗ đấy là gì đúng không? Phải rồi, con bố Vinh cơ mà. Mong mọi người đừng đem chuyện gia đình vào công việc. Hai chuyện đó vốn không liên quan đến nhau. Cảm ơn mọi người đã dành cho tôi buổi gặp này. Tôi xin phép. Em ơi! Em gì ơi? Sao anh gọi mà mãi không chịu thưa đấy? Cho anh order đồ đi. Dạ. Dạ menu đi ạ. Ở đây có gì ngon hả em? Dạ trong menu có mấy món bestseller, hai anh cứ tham khảo nha. Ôi giời em ơi, em là nhân viên thì phải tư vấn cho khách hàng nhiệt tình chứ. Vậy hai anh muốn ăn gì, uống gì? Ở đây có trà, cà phê, hoa quả hay là sinh tố ạ? Thế đây là cái gì? Thành phần gồm những gì? Dạ đây là chanh tuyết đá xay ạ. Bao nhiêu đường, bao nhiêu đá em nhỉ? Cái đó thì em không rõ lắm ạ. Nhân viên kiểu gì thế này? Cái gì cũng biết thế. Nhiệm vụ của em là ghi order cho khách chứ không phải là bartender, cho nên không biết rõ những thứ này. Là anh cãi à? Thì quản lý đâu? Quản lý cũng không rõ đâu. Với lại anh nên hạ tông giọng anh xuống đi. Buồn cái gì? Quản lý! Có chuyện gì thế ạ? Đây, chị xem thái độ nhân viên của chị đi. Tôi gọi đồ mãi không chịu thưa. Người ngợm thì cứ lờ đờ ấy. Lờ đờ? Anh nói cái gì? Tôi nói cô lờ đờ ấy, hỏi cái gì cũng không biết. Xin lỗi anh ạ. Thôi, ngồi xuống nhau. Vũ Tuệ Nhi, đề nghị cô xin lỗi khách hàng. Xin lỗi. Dạ, xin lỗi hai anh ạ. Cô Nhi. Dạ. Tại sao trước mặt khách hàng cô lại có thể thiếu tôn trọng tôi và khách hàng như thế được nhở? Cô nên xem xét lại thái độ làm việc của mình đi. Chỉ cần xin lỗi thì em đã xin lỗi. Người không được tôn trọng là em đây này. Cô nói cái gì? Chị chỉ nghe một chiều từ khách. Tại sao chị không hỏi em là có chuyện gì? Khách hàng thì có nhiều loại, đâu phải ai cũng đàng hoàng đâu chị. Nhưng mà khách hàng là thượng đế, cô hiểu không? Dù là đang trong thời gian thử việc, nhưng tôi nhận thấy cô không có sự thiện chí, cũng như cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình. Người như cô không thích hợp làm việc ở đây. Tôi đã rất thiện chí và cố gắng. Chị tưởng tôi thích công việc này à? Hôm nay tôi nghỉ việc. Là cô bị đuổi việc đấy. Nè anh, bánh này là bánh gì vậy? Tôi đã nói với anh là tôi dì ở Ngũ Cốc, vậy mà anh vẫn cố tình làm. Em có biết là cậu nhân viên mới đấy mà bị một vố của em như vậy có thể bị đuổi việc không? Chị Nhi, sao hôm nay chị về sớm thế ạ? Mọi hôm em thấy mãi muộn chị mới về cơ mà. Từ giờ chắc chị không về muộn nữa. Vì chị đã bị đuổi việc. Sao cơ? Chị bị đuổi việc á? Thật là đen đuổi. Chị chẳng gây ra chuyện gì cả, mà là gặp những khách hàng quá quắt, cố tình gây sự với chị. Chuyện này thì em cũng hiểu được. Em còn gặp mỗi ngày cơ ấy. Có những khách hàng họ buồn cười lắm. Họ không chỉ xem họ là thượng đế đâu, mà họ còn xem họ là bố mẹ của mình. Họ nói mình, mắng mình như con ấy. Đến khi mình chỉ cần phản ứng lại thêm là họ đòi gặp ngay quản lý, đòi đuổi việc mình bằng được. Hung hãn chưa? Này cô... Có chuyện gì thế ạ? Chị quản lý, khi nãy tôi chọn bánh lại đã dặn anh ta là tôi bị dính Ngũ Cốc, vậy mà vẫn cố tình làm. Thì ra cái tiệm bánh như thế này á, mà lại đối xử với khách như thế. Trước đây chị đã làm anh Đăng mất việc 2 lần đấy. Em không có ý nói chị đâu ạ. Em nói đúng mà. Em xin lỗi vì đã nói những lời làm chị buồn ạ. Chị buồn thật. Nhưng mà không phải vì câu nói của em đâu. Ngày hôm nay đã quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra với chị rồi. Nhưng mà tệ nhất là bây giờ chị mới nhận ra, trước đây mình thật xấu xí. No, chị cực kỳ là xinh đẹp. Chị chính là thần tượng của em đấy. Chị không những mặc đẹp này, ăn cũng đẹp, mà đi ngủ cũng đẹp nữa. Nói chung là perfect. Tao đang âm mưu cái gì?
hay là cô bị sốt đấy? Tôi sắp nói lời xin lỗi với anh mà anh cứ chọc tôi ngoài. Cô xin lỗi tôi. Vì hôm nay tôi bị đuổi việc vì những khách hàng quá quắt, tôi nghĩ đến anh. Nhớ đến những lần cô làm tôi bị mất việc, vậy nên muốn xin lỗi tôi. Dù sao việc khiến một người bị mất việc cũng là điều không nên. Tuệ Nhi. Tuệ Nhi đây à? Rồi nói đi. Tôi đang nghe đây. Sao? Nghĩa là cô muốn gửi đến tôi một lời xin lỗi chân thành và cảm động. Nói đi. Tôi đồng ý đi ba cùng anh và anh Long Đừng. Cái gì? Hôm nay phải thật vui vẻ. Tôi sẽ bỏ hết buồn bực trong lòng đi. Và ngày mai sẽ là ngày mới. Nhưng mà ai rủ cô? Kệ tôi có đi đâu.